Hội đồng thẩm định xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025 đã họp xem xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2023. Cuộc họp do ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Trong đợt 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân các huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Bình Đại và thành phố Bến Tre có hồ sơ đề nghị xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho các xã là Thành Thới A, Thành Thới B, Đa Phước Hội, Tân Hội, Tiên Long, Quế Thành, Phước Thạnh, Phú Đức, Long Định, Phú Hưng và Bình Phú. Qua xem xét hồ sơ, mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao của các xã, tổ giúp việc đề xuất hội đồng xem xét bỏ phiếu đề nghị công nhận Thành Thới B, Đa Phước Hội, Tân Hội, Tiên Long, Phú Đức đạt chuẩn nông thôn mới và xã Bình Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã này đều đạt tất cả các tiêu chí, trừ tiêu chí về xây dựng cơ bản. Thành viên hội đồng đã đề nghị các địa phương này tiếp tục thực hiện để hoàn thành các nội dung chưa đạt. Đối với các xã chưa đạt các tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất chăn quá, các công trình đã được phê duyệt kế hoạch vốn, huyện có văn bản cam kết chuẩn bị tốt mặt bằng thi công, nguồn vốn đối ứng, hồ sơ công trình để tiến hành thi công khi được phân bổ vốn thì xem xét cho nợ tiến độ. Đồng thời sẽ thực hiện kiểm tra việc hoàn thành các nội dung như đã cam kết. Đối với xã Bình Phú thuộc thành phố Bến Tre có định hướng lên phường, hội đồng cũng đã xem xét cho nợ tiêu chí số 1, tiếp tục hoàn thiện và sớm hoàn thành theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Sau khi bàn bạc, xem xét, thành viên hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý 5 xã là Thành Thới B, Đa Phước Hội, Tân Hội, Tiên Long, Phú Đức đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới với tỷ lệ 100%. Xã Bình Phú đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao với tỷ lệ 91%.